Minasan, konnichiwa, Nhật ngữ Hoa Sen xin kính chào tất cả quý bạn và các vị. Hôm nay, Nhật ngữ Hoa Sen xin được giới thiệu một ngữ pháp sơ cấp N5. Chúng ta có tình huống sau đây. Watashi wa mayasa 7 ji ni okimasu. Sore kara sawa o abimasu. Sore kara asa gohan o tabemasu. Sore kara wa oi desu ne. Mỗi sáng tôi thức dậy lúc 7 giờ, rồi sau đó tôi đi tắm và sau đó tôi ăn sáng. Ta thấy rằng sore kara được lặp lại đến 2 lần, làm cho mặt văn của chúng ta không còn được tự nhiên nữa. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng áp dụng cách sử dụng câu sau đây để liệt kê những hành động một cách tự nhiên nhất nha. Mayasa shichi ji ni okite sawa o abite asa gohan o tabemasu. Với ngữ pháp V1T, V2T và Vmas, ý nghĩa làm hành động thứ nhất rồi làm hành động thứ hai, chúng ta sẽ liệt kê hành động theo trình tự xảy ra. Mẫu câu chia về thể T nói từ hai động từ trở lên. Thời của câu do động từ cuối quyết định. Với ví dụ sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về ngữ pháp ngày hôm nay. Ashita uchi ni kaette terebi o mite sore kara nemasu. Ngày mai tôi dự định về nhà rồi xem TV và sau đó là đi ngủ. Với trạng từ chỉ thời gian ngày mai, động từ cuối câu chia về thể mas. Ngày hôm qua tôi đã nghe nhạc, uống cà phê và sau đó đã đọc sách. Ototoi ongaku o kite kohi o nonde hon o yomimashita. Chữ sore kara ở đây chúng ta có thể sử dụng hoặc bỏ đi cũng không sao. Với trạng từ thì thời gian ototoi ngày hôm kia, động từ cuối câu sẽ chuyển thành quá khứ yomimashita. Kino hataraite tomorachi ni atte sore kara shokuji shimashita. Hôm qua tôi đã làm việc rồi gặp bạn bè và sau đó là đã đi dùng bữa. Dạ, minasan, kino nani o shimashita ka? Komento ni nokoshite kudasai. Ngày hôm qua các bạn đã làm gì vậy? Hãy áp dụng ngữ pháp ngày hôm nay để lại đáp án của bạn dưới dòng comment nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. Chào nha.